Đồ có đức hiền và cửa hàng dụng cụ thể thao Long Jimmo kính chào quý vị. Lúc này đang là buổi sáng ngày 12 tháng 12 năm 2021 và chúng tôi mấy hôm trước là cũng review cái xe Phượng Hoàng hai gióng này rồi, là mẫu nữ 1m6, và ngày hôm nay là đích thân chủ cửa hàng Long Jimmo là cháu Long, con nhà tôi, con nhà đồ có đức hiền, cao 1m75, nặng là 72-73 cân, là trực tiếp là đã đi thử để quý vị ngắm nghía. Đây cái xe Phượng Hoàng hai gióng này là cái lốp của nó là 28 inch. Các cái dòng xe Phượng Hoàng nó có loại 26 và 28 inch. Cái xe 28 inch này thì cái yên của nó sẽ cao khoảng 90, và cái đấy, nếu mà những người cao 1m75 là đi là đặt chân xuống như này được, còn cái người mà 1m6 thì đi được, nhưng mà lúc bắt đầu lên là nó phải từ gióng đi lên đấy. Tất nhiên bác nào đi guốc cao dốc cao cũng có thể là ấy xuống được. Thế và cái xe này nó dài là 1m9, còn cái xe 26 inch là dài là 1m7. Đấy là cái căn cứ số đo của nhà sản xuất. Và cái dòng mà gấu nhất của xe Phượng Hoàng là chính là cái này, là hai gióng là một này, những đặc điểm khác biệt nó có hai gióng này, có phanh đũa này, có chống càng này, có chân chống giữa này, và cái đèo hàng nó lại thêm cái gióng phụ đây. Cho nên là nó gần như là dòng xe thồ, tức là cái này ý là hai cái người nặng độ, mỗi người nặng độ một tạ là vẫn đi được. Như hai bố con tôi là bố gần 80 cân mà con trên 70 cân là đi đèo nhau đi vù vù, mà đi lên cả dốc cầu nó vẫn không vấn đề cả. Đấy, đây là ví dụ như vậy để quý vị hình dung là cái xe nó quá khỏe luôn. Đấy, và cái việc mà mình, nếu như đối với ngày xưa thì chức năng chính của nó là chở nặng, có thể là chở cả gia đình hoặc bao nhiêu dụng cụ kèm theo một cái xe này là cũng xong. Thế nhưng mà cái chức năng của cái thời đại mới bây giờ thì thứ nhất là nó trông nó thời trang, nó kiểu hoài cổ, nó rất là hay. Đây, từ những cái tem mác các thứ của nó trông rất thích nhỉ. À, thế và đồng thời là cái chức năng mà để giảm cân thì tuyệt vời. Bởi vì là cái xe này là nó nặng hơn các cái xe khác, cái lượng sắt nó nhiều hơn, nhưng mà nó quá bon. Đấy, như vậy là đi thì thoải mái mà đi rất sướng, nhưng mà ngược lại là lại có tác dụng là rất chóng nóng người. Nóng người tức là chúng ta đang giảm cân đấy, chúng ta đang giảm cái vòng eo đi đấy. Đấy, từ cái lúc mà tôi đi cái xe này đến giờ là nó cũng giảm vòng eo được mấy phân rồi. Cho nên là nhiều khi cứ nói vui là cái nhược điểm lớn nhất của xe này là làm cho người ta bị các cái quần nó cứ lỏng ra. Có khi lại phải sắm bộ quần áo mới, bởi vì quần nó bụng nó bị lỏng. Đấy. Thắt lưng là cứ phải đục thêm cái lỗ nữa. Đó, bây giờ người mẫu là 1m75 bắt đầu đi thử đi để quý vị ngắm nghía tí. Rồi, đi đây. Bình thường là đi nó sẽ rất là nhanh, nhưng mà đây là đi chậm thôi, đi từ từ thôi để mọi người ngắm. Đấy. Đây là nhảnh răng quay tại khu vực vườn chuối phía đằng sau khu C của nhà đồ gỗ Đức Hiền. Đấy, cả cái dãy cái khu này là của nhà tôi. Đấy. Đi trông rất là hoành tráng luôn. Đấy, rất tuyệt vời. Êm ái mà quá bon luôn. Và được cái là hai cái phanh của nó thì cực kỳ là ăn. Hai phanh đũa này không những là nó ăn, mà đồng thời nữa là trong một cái tình huống nào đấy là chúng ta cảm thấy, ví dụ như cái phanh thường á thì nó không có cái chuyện đẩy ra, như cái này đây, ví dụ chúng ta bóp vào này, và trong khi nhả ra cảm thấy như chưa chắc đã hết thì chúng ta lấy tay đẩy ra, vì nó phanh đũa nó sẽ làm mở cái miếng phanh ra đấy nhá. Quý vị nhìn thấy này, bóp này đấy, nhưng mà tất nhiên lò xo nó làm rất ăn, mình không thể mở thêm được đâu. Rồi, xin tạm biệt quý vị tại đây.